Sơn chào cáo bà con ha. Tiếp tục quay cho con xem nông dân phun thuốc cho lúa đề thơm 8 vụ đông xuân 2023 nè, giai đoạn công trái me ha. Thì khu đây khoảng 75 ngày hết đó bà con à. Công trái me đó. Thì nói chung vụ này thì do xả đê nên đất ai cũng nhẹ phân. Và dàn lúa thì thấy bông cũng khá ok ha bà con. Chỗ lên quá đã của ai vậy. Thấy bông vậy là ok đó. Đây là một bước quặt đầu đó, còn quặt sau là bà con phải phòng trừ bệnh ha. Thứ nhất là về đậu ôm lem lép nè, đừng cho gãy cổ. Đậu ôm lem lép với vi khuẩn sâu rồi cho nó ấy, đặc biệt là hai cái bệnh đậu ôm lem lép á. Quá tợ miếng lúa này nó bông rồi bà con ơi. Bà con dòm bông anh nè. Thấy bà con dòm bông vậy là bà con biết à. Nó vô gạo mà đầy đủ hết năng suất trung bình thì cũng 900 kg trở lên chứ không dưới đâu. Chúng lo chúng quá thì một tấn ngoài, tấn mốt, tấn 50, tấn mốt, bà con thấy dàn bông không? Chỗ bây giờ bà con thấy nguyên miếng nè, nếu mà nó chỗ lên lá là bà con thấy nó quàm xuống, thấy lỗ chỗ lá, còn giờ thấy ở xa bà con thấy nó vàng vàng là bông không đó, bông lú không đó. Quá tờ dàn lúa, còn thấy bông móc nổi luôn. Đối với màu lá này thì nó còn dinh dưỡng ha. Khi mà nó công trái me xuống, bà con muốn cái giai đoạn này bà con muốn xịt bệnh kết hợp với phân bón lá cũng vẫn ok ha. Thứ nhất là nó giúp cho gạo nó vô mấy hộp đầu này nè, nó no ha. Để thôi là nó ví dụ mà nó thiếu phân rồi, nó thiếu sức rồi, nó vô mấy hộp đầu lép đựng, nó vô nó vẫn vô gạo mình coi, nhưng mà cái kiểu như cái không được no tròn á là do cái dinh dưỡng nó thiếu, hoặc là cái đường truyền dinh dưỡng nó bị ngạt rồi đó. Bà con phải thúc phân bón lá kết hợp với ba cái thằng điều hòa dinh dưỡng, cái thích dinh dưỡng gì đó không biết ha. Phải có kèm vô một loại tùy theo đất. Đất gò thì mình kèm sinh trưởng, còn ai gắt lung thì mình kèm điều hòa sinh trưởng ha. Cho nó vô gạo tốt. Thì lúa này bà con thấy vậy đó, chứ nó công với me xuống nó ngã màu liền. Nó vừa công với me xuống khoảng 80 ngày là có thể là nó xuống màu, nó xuống nhanh lắm, nó vô gạo là nó xuống nhanh lắm. Nó lúa màu xuống thì bà con mình lưu ý tiếp sức cho lúa ha. Thứ nhất là phân ba phân bón lá và kết hợp với cái sinh trưởng hoặc điều hòa sinh trưởng. Đó. Lúa như ví dụ đất bà con đất lung thì bà con nên phun cái thằng kali ha, kali cao. Còn đất gò thì vừa phun kali vừa kèm thêm cái thích sinh trưởng điều hòa sinh trưởng càng tốt. Đây là toàn bộ đề thơm 8 ha. Khu này quá bông rồi. Anh này thấy của ai cũng bông trong con. Bên đây nó lúa nó thưa thì nó chỗ chậm thế nào con ha, mới chỗ đều à. Đối với giai đoạn này thì vẫn còn sâu gậy bình thường hết bà con. Thứ nhất là đặc biệt là gậy, hiện tại thấy gậy rất là nhiều, bà con mình ai cũng xịt gậy chứ. Đây thân sơn dạch xuống cho bà con mình xem. Gậy chữa. Gậy chữa, gậy cám nữa. Này quay qua thôi, gậy nhỏ nó chắc không thấy nổi đâu. Có gậy nằm mới rồi nó nhảy ra. Về trưởng thành rồi là nó nhảy hết mọi con. Này xịt chết cái gì ta. Này có một số con rồi nó nhảy. Nó nhảy không còn xịt thuốc, bộ xịt thuốc vô nó chưa chết gì á. Đây có thấy xịt thằng chết vàng nè con, chết vàng nè. Nó nhảy ha, gầy nó gầy chữa gãy rồi thấy nó nhảy. Đây thường thường mà con chưa chết vàng này nó 100 gram. Hiện này gói 20 gram ha con, một con xịt thì xịt một bình 25 lít gói 20 gram á. Rồi liều lượng của nó thì bà con nên thứ nhất là phải xịt đúng liều lượng á, 20 gram bình 25 lít nè. 1 ha nó là 0,2 đến 0,4 kg ha. 10 gói đến 40 gói trên ha. Là tùy theo gỉ ít gỉ nhiều. Nếu mình xịt ngừa thì
cơm tầm cắt gói, hồi nếu xịt trị là phải từ 2 gói, ví dụ như vậy nó nhiều quá nó mới chết ha, còn con xịt ít quá không chết nữa. Gậy thằng đậu ôm sử dụng thằng chiêu John gì nè, đây là của thằng đậu ôm có bông của Tân Thành ha con, thấy một số con cũng xài cái hiệu này nhiều ha, nó cũng hay thì nó cũng thành phần chính của nó là chiêu John, chiêu John nữa đây kêu là chích xịt cửa du le bà con ơi, thành phần đậu ôm chính của thất thân là chích xịt cửa du le 75% là đồ ôm ha, một gói này 100g mà sử dụng nếu mà ngừa thì có thể là 4 bình, còn nếu trị là 3 bình ha, nặng nữa 2 bình thôi, nói chung tùy vào cái tình hình thời tiết. Trời nắng này thì cũng nói chung thì cũng nhẹ không con, trời nắng này đồ ôm nếu con xịt thì cũng đỡ, còn trời âm mưa hoặc là trời mưa con xịt không đúng cử hoặc là bỏ cử, trời mưa xịt được bỏ cử là dính. Kế tiếp vô gạo thì đây là vô gạo nhanh ha, vô gạo nhanh này là thành phần của nó là chủ yếu là thằng gì ta, GG3 nè, chủ yếu GG3 nó là dạng kích thích đó ha. Đây GG3 1000 ppm nè, nó qua chất hữu cơ và vitamin 1 như đó, acid glutamate gì đó, chủ yếu nó GG3 thôi, là dạng kích đó, kích cho vô gạo nhanh ha, vô gạo nhanh. Kế tiếp là thằng top 2 amid japan, đây là hoạt chất là đồ ôm lem lép luôn ha mọi con, dần lá chín sớm luôn, đây thì nó có hai hoạt chất này, này cũng như là nãy kèm này hình như thằng của Tân Thành thì cũng đồ ôm đó nhưng mà kèm vô ha, đây là con thấy nè, azoxychobit là lem lép đó, ha xe galaule cũng là lem azoxybin là thành phần lem lép với dần lá chín sớm đó, ha xe galaule cũng là lem lép ha, chích xì galaule là thành phần đồ ôm ha, nó là thuốc kết hợp đó, đặc trị lem lép hạt nhưng mà có thành phần đô ôm luôn. Đây hiệu nó top 2. Amid Japan cũng như Amid top vậy con. Amid Japan 460 SC. Này đại thơm hả chú? À, này đại thơm hả? À, lột mộ. Thích á. Dạ. Bữa nay nó như ngày chú. Biết không phải nổi. Quên ngày luôn hả? 74 75 ngày gì đó. Ở đây nè. Cái này đầy thơm ha. Dạ, 74 75 ngày. À. Nặng phân không chú? Chỗ này nặng phân không? Hả? Nặng phân không? Không, mùa này cho nước vô hơi nhẹ chút. Nhẹ phân ha. Ừ. Chú xịt một bình thì thấy đi quá tự nhiều lối rồi. 3 lối. Đâu 3 lối, cái này chắc 2 lối quá. Cái này hai miếng khác nhau hả chú? Chung mà. Dạ. Không, cái đó khác, cái đây khác. À, cũng như qua đó nó nguyên con tách ra. Hồi này thấy lúa dằn lúa vậy là im rồi đó. Gắn cho nó vô gạo bông vậy là thấy ngon. Ôi, lừa à. Lùng cao đặt lùng dây xịt mái lắc. Lúng hả? Đi lúng hả? Đi lúng. Phải rồi, mình không có khô nước được cỡ nào á, đi nó lúng. Ừ, lúng. Cái thằng chai tròn á là nó chỉ đậu ôm lép lép luôn ha. Ừ. Rồi mình kèm thêm thằng chia kèm của... thêm mỏ, kèm thêm gì đó. À, kèm thêm đậu ôm của thằng ấy. Đậu đó. Chỉ cái đó đậu mỏ, cái đó. Ừ, cái đó mỏ, cái này đậu ôm nè, rồi cái chai đó cũng đậu ôm lép lép cũng như mình kèm thêm ha. Ừ, kèm thêm. Kèm thêm vậy nó chắc ăn, giờ đậu ôm cũng không biết đường mò. Đậu ôm lem lép với gậy với vô gạo, 3 loại, 4 loại. 4 loại ok, tại vì cái dạng lúa nó còn xanh đó bà con. Thêm thằng vô gạo nhanh đó là dạng GG3, cái thích đó, thì nó cũng giúp cho lúa vô cũng ok. Cái này thuộc, có thuộc nó mua nhà nước này. Ừ. Nhà nước bên này ha.